là bác Sáu đang giảm muối ớt để chuẩn bị ướp gà nướng. Hôm nay mình sẽ làm món gà nướng muối ớt cộng với lá chanh. Bây giờ là mình đang chuẩn bị than để nướng thịt gà. Giờ là mình đập sẻ bỏ vô trong thịt gà nướng kìm để cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ dùng cái cây sắt này để mà mình xiên qua con gà để nướng nè các bạn. Cây này cũng khá là dài á, tầm khoảng 60 cm. Cái này nếu mà lụi nguyên một con thì nó sẽ gọn hơn. Đây là bác mình cắt ra làm hai hết rồi. Ồ, ý bài. Rồi. Giờ kịp xẻ rồi sao? Giờ tình hình là không biết bỏ cái miếng xẻ vào cái chỗ nào để nướng chứ. Mày hả bự? Nhét
Rất là tùm lum. Càng biết xẻ nè. Rồi, tiếp mục cắm xẻ. Luôn. Mày hả bự? Luôn xẻ chứ cắm đâu. Chút nữa quen. Bên này thiếu. Đó, bé nó mũi thôi, mình lấy the. Nó thấp vậy ta. Con đẩy sơ luôn. Đó, giờ bắt đầu tiết mục là nướng gà. Anh đẩy sơ sơ cái chai tớ. Tớ gì đó, sao tớ được. Thank you.